Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn. Rồi, chúng ta lại gặp nhau trên những cái khung giờ quen thuộc. Hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ với các bạn nguyên cái series về cái vấn đề là kích thích cây ra hoa. Thì cây thì tôi thì thật ra mà nói thì tôi khoái những cái cây trong vườn nhà tôi nó ra bông từ từ thôi. Mình không cần thiết phải là kích nó ra hoa đồng loạt. Bởi vì theo tôi thì nó ra hoa đồng loạt thì lúc nó nhiều quá, lúc thì quá thừa thải, lúc thì thiếu thốn, nên ra tôi cũng không thích vậy. Nhưng mà tôi làm clip để tôi chia sẻ với các bạn. Bởi vì rất nhiều bạn thích trong những ngày đầu năm thì trong cái vườn của mình là đầy những cái bông hoa nó nở khoe sắc với nhau ha, mùa xuân mà các bạn. Rồi, lúc trước tôi cũng đã chia sẻ với các bạn là cái cách để mình làm cho cái cây cây bông trang nó nở đúng vào dịp Tết Nguyên Đán. Hôm nay tôi tiếp tục đi chia sẻ với các bạn về cây bông giấy các bạn ha. Thì cây bông giấy tôi cũng trăn trở băn khoăn nhiều lắm. Tôi có hơi ngại làm cái dòng cây bông giấy này. Các bạn biết tại sao tôi ngại không? Bởi vì cây bông giấy này các bạn, nếu mà các bạn mà muốn cho nó nở đúng vào một cái dịp Tết, một cái dịp nào đó, thì chúng ta không thể nào dùng một cái công thức chung áp dụng cho tất cả những loại bông giấy. Bởi vì hiện tại trên cái thị trường Việt Nam, thị trường cây kiểng ở Việt Nam thì nó có rất nhiều loại bông giấy. Cái bông giấy truyền thống á, cái bông giấy cái thời kỳ của tôi á, cái thời kỳ mà 5x3x2x gì đó, cái bông giấy là cổ xưa á, từ du nhập vô Việt Nam thì ngày xưa thì nó có cái loại bông giấy đó thì nó chuẩn hơn. Rồi sau này nó sang người ta nhập về rất là nhiều loại bông giấy nè. Giống như bông giấy người ta nghe người ta nói bông giấy của Ấn Độ nè, bông giấy của Nhật nè, của Đài Loan nè, Thái Lan vân vân. Nói chung là rất nhiều và bông giấy Mỹ nữa. tôi là cái bông giấy Mỹ. Các bạn nên nhớ là mỗi một cái, các bạn nên biết cái vấn đề này, khi các bạn chơi bông giấy thì các bạn cái đặc tính của mỗi loại bông giấy, khi mà chúng ta làm bông cho nó thì cái thời gian là làm bông đến cái thời gian là nó trổ bông, mỗi một giống loài thời gian nó khác nhau. Bởi vậy các bạn không thể nào mà các bạn áp dụng với cái bông giấy Mỹ các bạn đưa ra bông giấy Thái được, hoặc là các bạn đưa ra bông giấy màu khác được. Thành ra mà khi mà tôi làm cái clip này ha, các bạn lưu ý, tôi làm cái clip này là chủ yếu là tôi chia sẻ với các bạn cái cách để các bạn làm cho cái bông giấy của các bạn ra hoa đồng loạt vào một cái thời điểm bạn mong muốn. Nhưng mà các bạn nên nhớ, khi mà các bạn làm cho bông giấy Mỹ thì các bạn chỉ tiến hành, các bạn tính ngày tháng cây bông giấy Mỹ thôi, hoặc là cây bông giấy cây bông giấy Cẩm Thạch, hoặc là cây bông giấy của Thái Lan, mỗi một loại các bạn nên lưu ý nó khác nhau để các bạn làm cho nó đúng ha, đúng cái gì mình mong muốn, khỏi phải thất vọng. Thì bên phía nhà vườn thì đương nhiên người ta làm đúng rồi, bởi vì nhà vườn người ta trồng rất là nhiều đồng loạt, rất là nhiều, mỗi một giống loài người ta đã biết rồi, người ta trồng thô lô. Thành ra khi mà người ta thí dụ như Tết mình, người ta ra hoa đồng loạt những cái bông giấy, các bạn thấy nó bông giấy mà tràn lan rất là nhiều, rất là đẹp. Nhưng mà cái thời gian kích bông thì người ta làm khác nhau các bạn ha. Rồi hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn là cái thời gian, tôi cách thức thôi, xin lỗi các bạn, tôi sẽ chia sẻ với các bạn là cái cách thức để mình kích bông giấy ra hoa đồng loạt. Và đồng thời nếu mà các bạn muốn cho bông giấy của bạn ra hoa vào một cái thời điểm nào, thì đầu tiên là các bạn phải biết nó là bông giấy, là cái loại bông giấy giống gì. Và cái thứ hai nữa là cái thời tiết của các bạn, nơi các bạn trồng. Miền Nam thì tôi cái thời gian mà khi mà làm bông nó cái thời gian nó nở nó khác nhau, và miền Bắc nó khác nhau. Khi mà mùa mưa nó khác và mùa nắng nó khác. Thành ra tốt nhất là các bạn nắm được cái nguyên tắc trổ bông của nó, rồi chúng ta trải nghiệm, rồi các bạn nên lưu vô một cái tờ giấy cuốn sổ á, để các bạn biết là cái thằng cha Mỹ này nè, thời gian làm bông trả bao nhiêu ngày, rồi cha Thái nè bao nhiêu ngày, rồi cha Ấn Độ nè, cha Cà Ri đó bao nhiêu ngày, để từ đó các bạn tiến hành các bạn làm ha. Rồi bây giờ tôi sẽ làm bông, tôi sẽ tiến hành làm bông đây. Trước khi làm bông nói thì nó giống như những loại cây khác, muốn cho làm bông bất cứ một cây nào á thì chúng ta phải là con tàn, chúng ta là cắt nhánh, cắt ngọn ha, cắt ngọn hết. Rồi tôi sẽ cắt ngọn cây này cho các bạn xem. Khi mà cắt ngọn đó thì các bạn chú ý, mình vừa cắt ngọn mình vừa chỉnh tàn luôn. Không nhất thiết là tất cả những ngọn chúng ta cắt cái kích cỡ như nhau, mà có thể là nhánh này nó dài quá các bạn cắt sâu xuống chút, và nhánh này nó ngắn quá thì các bạn cắt ít xuống chút ha. Đó, các bạn cắt đi. Tôi sẽ cắt ha. Cắt xong rồi các bạn sẽ tuốt lá. Cái trồng bông giấy này các bạn là khó nhất á, là cái này mà chúng ta xiết nước.
Bởi vì cái kỹ thuật xiết nước thì khi mà nghe nói ra thì nó rất là đơn giản, nhưng mà khi thực hành nó lại không đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Nó đơn giản, nó không có đơn giản. Nhưng mà cái kỹ thuật xiết nước của các bạn đó, các bạn mà xiết nước được triệt để á, thì cái tỷ lệ mà cây hoa giấy nó sẽ bông giấy nó sẽ nở đúng ngay cái thời điểm mình mong muốn thì nó sẽ đạt được cái tỷ lệ nó cao hơn ha. Rồi tại sao mà tôi lại nói là cái vấn đề mà xiết nước mà lại khó như vậy? Thì các bạn biết là khi mà thời gian đầu tiên các bạn muốn cho bông giấy chỗ bông thì các bạn phải xiết nước nó ha. Xiết nước nó thì dễ thôi, các bạn không tưới nước nó trong vòng từ một tuần lễ cho đến 10 ngày. Nhưng mà cái vấn đề đó ha, các bạn trồng vô chậu á thì các bạn xiết nước nó thì các bạn ngưng tưới nước nó thì dễ rồi. Nhưng mà các bạn mà trồng cây bông giấy của các bạn á, các bạn trồng ngoài đất các bạn đâu có xiết nước được. Nhiều lúc mùa khô thì mình làm chủ được cái vấn đề mà nước tưới cho nó, nhưng mà vào mùa mưa các bạn xiết đá, xiết nước cho nó đến ngày thứ 9 cái gặp ngày thứ 10 trời mưa, kể như là mưa lớn hoặc là mưa tùm lum á, nó mưa nó không ổn định á thì các bạn không cốc các bạn ha. Thành ra là xiết nước các bạn đưa vào chậu như thế này, không tưới nước trong vòng khoảng từ 7 đến 10 ngày. Rồi sau đó các bạn tiến hành, các bạn hái hết lá cho tôi. Hái lá xong rồi cắt hết cái ngọn ha. Cái bao nhiêu là cái ngọn nè, cái ngọn mà cái như vậy nè, chúng ta sẵn cắt, chúng ta coi tàn luôn. Rồi nhớ nha các bạn, vừa hái lá vừa coi tàn. Rồi đó, rồi coi tàn. Đây, cái cây này lâu đời lắm rồi đó các bạn, lâu lắm rồi á. Con giấy Mỹ nó không có gai. Cây này cái tàn của nó tại tôi ép tàn đó, tôi tỉa tàn hoài à. Thôi mình vừa làm vừa nói chuyện luôn các bạn ha. Rồi tôi nhắc lại là trong vấn đề đầu tiên là vấn đề kỹ thuật, các bạn xiết nước, các bạn không tưới nước trong vòng từ 7 đến 10 ngày. Cái chậu mình trồng trên cái mặt bằng này á, cái nền xi măng thì không sao, nhưng mà các bạn mà trồng chậu á, ở nông thôn á, bình thường là cây chậu trên cái sân mình, sân đất á, thì cái bông giấy của các bạn á, thông thường là nó sẽ mọc cái rễ nó chui xuống đất để nó hút dưỡng chất. Thì khi mà các bạn mà xiết nước cái bông giấy ngoài chậu đình nền đất á, thì các bạn xây cái chậu, kiểm tra là cái rễ của nó, các bạn cắt hết rễ đi. Rồi khi mà xiết nước được 10 ngày rồi, mà trong thời gian xiết nước là các bạn hái hết lá nha, hái hết lá vậy nè. Xiết nước 10 ngày rồi, bắt đầu các bạn cho nó tưới nước, phun cho nó một cái liều Atonic. Sau 10 ngày thì các bạn mới phun nước cho nó một cái, đầu tiên là chúng ta phun Atonic, các bạn có thể dùng Atonic N3M hay là cơm cát cũng được. Các bạn tưới cho nó một liều phun trên lá nó, nhưng mà chúng ta tưới rỉ rả thôi. Các bạn tưới rỉ rả từ mỗi một lần, thí dụ như bình thường các bạn cái cây này nó uống khoảng 1 lít nước, nhưng mà khi mà chúng ta cho nó uống nước sau khi mà xiết nước được 10 ngày thì chúng ta cho nó ăn nước từ từ thôi, có lượng nước chỉ bằng là 1/4 cái lượng nước mà trước đó chúng ta tưới cho nó. Rồi bắt đầu cây nó có lượng nước vô, từ nó bừng sức sống vậy, đồng thời nó có chất kích thích nè, kích thích bắt đầu chòi lá nó bung lên đó ha. Từ từ thôi nha, khi mà các bạn thấy mà chòi lá mà nó bung lên á, nó nhú khoảng chừng 2 phân rồi á, lúc đó các bạn tiến hành, các bạn ngưng nước một lần nữa ha. Tại sao mà ngưng nước một lần nữa? Thì các bạn ngưng nước một lần nữa là các bạn tránh cái hiện tượng là cây nó nhảy đốt á. Người ta làm cho nó nhặt lại thì ngưng nước khoảng chừng 1 tuần nữa, và bắt đầu các bạn tiếp tục để tưới nước từ từ. Sau đó chúng ta lại phun những cái loại mà thuốc mà nó có hàm lượng DAP, thuốc mà nó có hàm lượng lân nó cao á, để cho nó kích thích cái cây nó ra nụ. Cứ thế thôi, cứ tăng lượng nước từ từ. Các bạn nhớ ha, cái cây bông giấy này thì nó không cần nước nhiều, và đồng thời nó không cần dưỡng chất nhiều. Chúng ta rỉ rả từ từ thôi, khi nó có bông các bạn phun cho nó ha. Phun cho nó có bông thì các bạn dễ biết lắm. Tại vì cái bông của nó vậy nè, đầu nó sẽ ra cái bông như thế này. Trước khi nó ra cái bông như thế này thì cái trên cái đầu ngọn của nó các bạn, nó có những cái lá nó màu hồng trên cái đầu ngọn, là nó chuẩn bị nó có cái nụ bông. Cái bông giấy là nó như vậy nè. Cái bông các bạn thấy nó ra bông vậy. Trước khi ra bông thì cái đầu ngọn của cây bông giấy này nè, cái đầu ngọn này nó sẽ có những cái lá nó hơi hồng là nó ra bông vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Cái thời kỳ ra, từ lúc mà kích bông giấy mà ra bông
Nó tùy theo giống, có giống thì một tháng cái giống cập thạch là nó mau nhất. Rồi có giống thì nó khoảng chừng 360 ngày, 45 ngày. Nói chung là như vậy, nó không có giống nhau. Thành ra tóm tắt là các bạn nên trải nghiệm ha. Rồi tôi chỉ làm cái clip tôi chia sẻ với các bạn mà trải nghiệm về vấn đề mà chúng ta làm cho cây bông giấy nó ra bông để chúng ta có dịp Tết chúng ta chơi thôi. Chứ còn cái độ mà chính xác là cái cây bông giấy nó ra tôi không thể nào tôi nói chính xác được, bởi vì tôi không biết các bạn nhà các bạn bông giấy, các bạn chơi bông giấy giống gì. Tôi thấy đa số giờ hình như là các bạn chơi bông giấy Thái Lan nhiều đúng không, bông giấy ngũ sắc á. Tôi thấy giờ cái loại bông giấy đó cũng có nhiều người chơi lắm. Tôi thì tôi phái chơi bông giấy Mỹ, thành ra nhà tôi có giống bông giấy Mỹ thôi. Các bạn biết không, bông giấy Mỹ thứ nhất tôi thích đó, nó không có gai. Cái thứ hai nữa là bông giấy Mỹ tôi ưng đó, cái là cái củ nó đẹp nè, nó có bông giấy Mỹ nó có củ rất đẹp. Thành ra khi mà người ta trồng á, người ta thường sử dụng cái phôi bông giấy Mỹ để người ta ghép vô cái dòng bông giấy khác. Cái đời này ngày xưa nè, ngày xưa cây này tôi có lúc mà nó mới vừa ra đó là có người biếu tôi rồi. Thành ra cái thời kỳ đó là cái kỹ thuật người ta làm củ á, nó không có đẹp như giờ. Các bạn thấy nuôi đây cũng 4 năm rồi mà củ nó cũng không lớn mấy. Thôi kệ nó đi. Đây là cái món quà kỷ niệm. Thành ra mình trân quý những cái kỷ niệm người khác biếu cho mình để vậy tôi trồng chơi vậy thôi. Kệ nó, ai nói gì nói. Trồng cây chậu gió nhỏ bé xinh xinh coi vậy bông nó cũng đẹp lắm đó các bạn. Đẹp lắm. Nói tới đâu ta? Nói câu nọ thì nó sọ câu kia. Bởi vậy tôi nói chán, già chán các bạn ha. Nói vậy mấy người già tìm bạn đồng lứa, đồng tuổi thì nó hợp nhau. Chứ còn mấy chú thanh niên mà gặp mấy ông già nói chuyện, mấy ông già mấy chú chán lắm. Nói lộn xộn hết trơn. Tôi sẽ nhổ hết, hái hết lá nữa. Tôi khoái cái bông giấy Mỹ là cái nó nhặt tự nhiên các bạn. Nó có cái giống bông giấy. Có nhiều bạn hỏi tôi là bông giấy của mấy bạn nó dễ đốt quá, giờ làm sao cho nó hết dễ đốt. Thì cái vấn đề là trên nguyên tắc á, là tất cả những cái loại cây nó dễ đốt là hiện tượng cây nó tốt thì nó dễ đốt. Có nghĩa là từ cái nách lá số 1 đến cái lá số 2 nó thưa ra. Thì chúng hạn chế nó bằng cách duy nhất là chúng ta giảm cái lượng đạm. Các bạn trồng bông giấy á, các bạn đừng có bỏ phân nó nhiều quá. Chúng ta hãy bỏ một cái lượng phân vừa phải theo dõi nó. Bỏ một cái lượng phân vừa phải để chúng ta thấy cái bông giấy để nó ổn định, nó sống thôi. Chứ còn nếu mà các bạn, thứ nhất là các bạn tưới nước nó nhiều. Cái thứ hai là các bạn cho nó ăn phân nhiều quá thì nó sẽ dược thôi. Bởi vì cái đặc tính của cây bông giấy này các bạn, một cái nhánh của nó lên, muốn cho nó ra bông thì phải chờ cái nhánh đó nó già. Giống như là mỗi một cái cơ đọt lá của nó. Có bởi vì những cái cây mà bông giấy nó dễ đốt á, một cái cơ nhánh của nó mà nó dài đi, có thể nó lên tới 4 tấc, 5 tấc nó mới già, nó mới có bông. Còn có những cái loại thì nó nhặt vậy nè, nó nhặt như thế vậy. Nó lên khoảng chừng 1 tấc là nó đã có bông, nó già, nó có bông rồi. Các bạn thấy có bông không? Đó, khi có bông này chúng ta phun DAP ha. Phun D, các bạn muốn cho màu sắc nó rực rỡ thì các bạn bón kali vô. Kali vô gốc thì cái màu nó đậm đà, cái màu của nó sẽ sậm màu và đồng thời nó bền. Bông giấy thì nó nhiều loại lắm, có loại thì nó rụng, có loại thì nó dính luôn trên cây, nó khô luôn trên cây, nó không rụng. Nhiều lắm, cái bông giấy nhiều lắm. Giờ bông giấy thấy cũng thấy nhiều người chơi, màu sắc nó lung linh, nó đẹp lắm. Đó, các bạn thấy không? Hái lá thì trơn ha. Vuốt hết lá thì bây giờ tôi sẽ đem em này vô nhà chắc ăn. Để hoài mùa này trời mưa hoài à. Năm nay tới trời mưa nhiều quá ha. Mưa gió bông. Tôi sẽ đem nó vô nhà, đem nhà tôi để. Kỳ này mình sẽ cho thằng em này nở ra. Thằng em này thì em này nó nở cái bông giấy Mỹ này, cái tầm nó như là nó năm ngoái mình làm bao nhiêu ngày ta, năm ngoái mình làm như nó 45 ngày là hơn 45 ngày. Hái hết lá như vậy ha, bắt đầu ngày hôm nay tôi xiết nước đây nè. Giấy nhiều kiểu dáng đẹp, giờ thế hệ mấy cháu bây giờ làm chơi đẹp, công nhận đẹp thiệt đó. Bởi người ta nói học thì học tới già luôn, học tới xuống lỗ luôn. Bởi vì có người mà sống tới 100 tuổi mà không chịu học thì cũng là người mù chữ. Còn các cháu trẻ bây giờ chịu khó đầu tư vô học một cái nghề gì đó thì trong vòng 10 năm thôi lại lên
để như là thành thành siêu luôn á. 10 năm học một cái nghề gì đó mà khoảng 10 năm đó thôi là kể như là khá giỏi luôn á. Cái này lúc trước á, lúc trước nó lên trời gió các bạn, năm ngoái năm kia năm ngoái vậy. Gió bão nó rớt xuống cái nó gãy chùa lỗi rồi nó lên lại. Rồi, nói tóm lại là muốn cho bông giấy nở bông thì cái đầu tiên là các bạn phải xiết nước. Tôi tóm tắt lại cho các bạn nắm rửng hay nắm vững ha, để mình nói chuyện lăng năng quá. Các bạn xiết nước, xiết nước trong vòng khoảng 10 ngày đi, tuần lễ 10 ngày. Và sau đó chúng ta sẽ tưới nước từ từ. Cái liều đầu tiên chúng ta phải phun lên thân cây là Atonic hay là cơm cát hay là những chất kích thích cho cây nó ra chồi. Khi mà nó ra chồi cái tầm khoảng chừng 2 phân rồi các bạn xiết nước lần thứ hai. Xiết lần thứ hai thì lần này các bạn ngưng tưới nước khoảng một tuần nữa thôi. Để cho cái khi mà cái đầu ngọn của nó lên, chồi non nó lên nó sẽ già lại, nó không có nước để nó vươn dài ra. Ở khi các bạn xiết nước lần thứ hai rồi, các bạn là khoảng một tuần sau thì các bạn tiếp tục các bạn tưới nước lại, nhưng mà cho năng từ từ ha. Rồi các bạn lại không phun dưỡng lá nữa, mà các bạn chuyển sang phun mà cái loại mà kích thích ra nụ. Ra nụ thì các bạn thị trường nhiều lắm, địa phương các bạn là chỗ nào có cái nào các bạn dùng đó. Nói chung là các bạn sử dụng những cái nguồn thuốc mà phun lên mà nó có nhiều nhiều lần á, thì một tuần chúng ta phun một lần. Đồng thời chúng ta bón cho nó một liều dưới gốc là NPK là 20-20-15. Nếu không có 20-20-15 thì các bạn có thể chuyển sang DAP. Như vậy thôi là cây của các bạn nó sẽ ra bông rực rỡ luôn. Nhưng mà các bạn lưu ý một điều rằng ha, cái ngày từ ngày xiết nước cho đến ngày ra bông đẹp nhất thì mỗi một giống bông giấy thì cái ngày của nó khác nhau. Chúng ta cách thức thì làm cho tất cả những dòng bông giấy thì cách thức làm bông thì nó giống nhau, nhưng mà cái thời gian ra bông của nó khác nhau. Thành ra các bạn hãy tự trải nghiệm nơi cái khu vực mình trồng, do điều thứ nhất là giống, thứ hai là điều kiện khí hậu, rồi từ đó mình làm cơ sở để cho mình tiến hành để mình làm bông cho những cái lần sau, thì bảo đảm các bạn sẽ có một cái bông giấy thật là tuyệt vời luôn, đẹp cực kỳ đẹp luôn các bạn. Rồi thôi, đến đây tôi cũng phải nói lời chia tay với các bạn. Rất rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian với báo để xem hết clip này. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp. Bye bye.